bốn người anh Bồng ơi, thời tiết anh Bồng ơi, thịt hôm nay bao nhiêu đấy? Mông ngon đấy ạ. Anh Bồng ơi, hôm nay sang mông cho em, mông của em ngon, mông của nó. Thế thì cho nửa cân mông đi. Dạ vâng. Bán cho con cá. Anh mua cá to nhỏ ạ. Cảm ơn sếp anh. Alo. Hình như thằng Bổng phát hiện ra tôi rồi. Tao nó bảo mày cút đi rồi cơ mà. Nhưng nhỡ nó hại vợ con tôi thì sao? Đồ ngu. Sếp Quân không cho phép động đến phụ nữ và trẻ em. Nhưng ai biết được thằng Hải? Nhất là sếp Quân lại chết rồi. Mày không biết đưa cả nhà đi trốn à? Nhưng tôi không có tiền. Hay ông bơm cho tôi một ít? Tôi hứa sẽ... Im đi! Tao đã cho mày cả con xe rồi. Ông thông cảm. Con xe đối với tôi không đủ để đánh đổi gia đình. Nghe đi! Tao muốn đây là lần cuối cùng tao phải nghe cái giọng bẩn bựa của mày. Nếu như còn tiếp tục gọi cho tao nữa, tao sẽ cho cả nhà mày nhập mộ luôn đấy. Chúng ta có nên thuê sát thủ bên ngoài. Thôi, không bàn nữa. Tóm lại, thằng Lân sửa bố để con. Nhưng con phải có kế hoạch rõ ràng và phải nhanh lên. Thằng Lân sứa nó lần như chạch ấy. Trong khi đó công an thì đang theo dõi nhất cử nhất động của ta đấy. Con biết rồi. Con sẽ mang đầu thằng Lân sứa về đây. Được chưa? Sếp để tôi theo giúp cậu ấy một tay. Khỏi cần. Nó có cái chiêu trò gì ngoài việc lôi anh em thằng Tuấn thằng Tú vào đấy? Chắc chúng nó không chịu đâu. Chắc chắn. Truyền lệnh của tôi, anh em trong Phan Thị không ai được làm vụ này. Chính tay tôi sẽ làm việc này. Bao giờ thì hắn về? Không có thời gian cố định. Ai ngờ hắn dám trốn ở đây. Chỗ này thuộc phạm vi thế lực của Thiên Long. Từ khi thế chột quật khởi, người của ta bị hạn chế qua lại. Anh định xử lý hắn thế nào? Gọi cho hắn đi.
Gì đấy mày? Tôi cần gặp anh. Mày không phải là thằng Viên. Mày quên giọng của sếp mày nhanh thế à? Ông chưa chết à? Ông có số điện thoại của thằng Viên. Có nghĩa là vợ con tôi đang ở trong tay tôi. Ông... Tôi cho anh đúng nửa tiếng đồng hồ. Phải đến nhà kho cũ của Phan Thị. Đúng nửa tiếng không hơn. Nếu không muốn... Đừng. Chính ông đã ra luật là không giết hại đàn bà và trẻ em cơ mà. Đó là khi tôi chưa phải chết đi một lần. Alo. Bấm còi đi. Tôi no rồi, không muốn ăn. Ăn đi. Đây là bữa ăn cuối cùng của anh đấy. Khi anh bước chân vào cái nhà kho này thì cũng là lúc vợ con anh đã trở về nhà và không mất một cọng tóc. Cũng biết giữ lời đấy. Tôi muốn biết vì sao anh lại giết tôi. Đơn giản là vì tôi muốn ông phải chết. Tôi biết thế chột đứng ở đằng sau, nhưng đó chỉ là cái cớ, chỉ là ngòi nổ. Còn khối nổ thực sự là cái gì? Tại sao anh hận tôi đến thế, đến mức tôi cũng không hiểu đấy. Tại sao à? Ông phán xử như thế mà ông cho là công bằng à? Trong phiên tòa này tôi muốn xử một cách thỏa đáng, để cho người chết cũng được an lòng. Anh em Tuấn Tú sẽ phải chịu nộp phạt 700 triệu đồng và phải nộp trong vòng 24 tiếng. Nhưng vì Tuấn đã mất một ngón tay cho nên số tiền phải trả là 600 triệu đồng chuyển thẳng vào tài khoản của chị dâu anh Lân, để cho chị ta có thể rút lãi ra lấy tiền nuôi con. Anh Lân có trách nhiệm theo dõi việc chuyển tiền, nhưng cấm không được đụng đến số tiền đấy. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi đã mất đi một người anh, còn anh em thằng Tuấn Tú thì nhởn nhơ ở ngoài kia. Người chết thì cũng đã chết rồi. Khối tiền bồi thường ấy không phải là nhỏ đâu. Nó có thể thay đổi mọi thứ. Nó có thể làm thay đổi cuộc sống của những người nhà anh đấy. Phán xử như vậy không công bằng à? Công bằng à? Ông quẳng ra một khúc xương mà ông gọi là công bằng à? Tiền không phải là tất cả. Công bằng ở đây ấy là mạng phải đền mạng, ông hiểu chưa? Ngày phán xử tôi đã nói rõ với anh rồi mà anh vẫn cố tình không hiểu. Hiểu gì? Ông muốn tôi hiểu gì khi ông cho Lương Bổng truy sát con trai tôi, lấy sạch tiền của con Mai vợ thằng Đại, mà đáng lẽ ra nó phải được hưởng số tiền đấy. Đừng nghĩ mình là ông trùm thì muốn làm gì thì làm. Chính ông đã đẩy tôi đến bước đường cùng, ông hiểu không? Đừng ngu muội nữa. Những việc anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm. Đừng làm sai rồi đổ vấy sang cho người khác. Tôi chỉ sai khi chưa giết được ông. Được làm vua, thua làm giặc. Ở đời luôn thế. Tôi cho anh tự xử. Mày luôn nghĩ mày là người phán xử công bằng à? Không có cái gì là công bằng cả. Mày nghĩ mày cho tao tự xử cũng là công bằng? Đứng lên, đưa tao ra ngoài. Nếu không tao hứa sẽ không để mày thoát chết lần nữa đâu. Đứng lên. Không ai có quyền ra lệnh cho người phán xử cả. Được. Vậy thì từ bây giờ sẽ không còn người phán xử nữa. Tao đã cho mày cơ hội.
chỉ vì tao nghĩ đến thằng con trai của mày. Mới bằng ý tuổi đầu đã phải chịu cảnh mất cha. Nếu mày biết ăn năn, tự xử với khẩu súng không đạn. Nhưng mày đã ném cái cơ hội ấy đi. Phan Quân sau lần bắn hụt thế chột, tiếp tục kế hoạch giả chết, trao quyền điều hành Phan Thị cho Phan Hải, nhưng dưới sự kiểm soát của Lương Bổng, đồng thời truy quét hàng loạt những kẻ đấu nghịch. Phan Quân giao cho Lương Bổng bằng mọi cách phải tìm ra kẻ đã bí mật báo tin cho cảnh sát về đám tang giả. Lê Thành có cuộc nói chuyện căng thẳng với ông Trùm về việc anh đã phá hỏng kế hoạch giết thế chột. Nếu như con không ngăn cản bố nổ súng, thì giờ này bố đã phải đào mấy ngôi mộ rồi. Một lần nữa, mong muốn hướng thiện của Lê Thành bị dập tắt bởi sự tàn nhẫn của Phan Quân. Tàn nhẫn là sức mạnh. Chỉ có những kẻ yếu thế mới sợ điều đó. Lê Thành tiếp tục gặp rắc rối khi cảnh sát mở rộng điều tra và liên tục tra xét về mối quan hệ của anh với Phan Thị. Thế chột sau lần được cứu mạng cũng đã tìm gặp, khiến Lê Thành không khỏi hoang mang. Sau khi bình phục và biết kế hoạch giả chết của chồng, bà Thu sốc nặng vì lo lắng Thế chột sẽ còn trả thù tàn bạo. Giữa lúc rối ren, Phan Hương đã tìm ra nơi ẩn trốn của Khải Sở Khanh và đòi cưới ngay lập tức. Mai đi đăng ký kết hôn nha. Vốn bản tính hung hăng, lại lần đầu được nắm quyền điều hành Phan Thị, Phan Hải lập tức đưa ra những quyết sách đi ngược lại các nguyên tắc của Phan Thị, giao cho Bảo Ngậu bảo kê hàng lậu, nới lỏng cấm túc và rủ Tuấn Tú hợp tác dự án kẹo Thiên Đường, bất chấp nỗ lực khuyên can của Lương Bổng. Thế thì sao? Mày nhắc lại tao nghe, nói cái gì? Phan Quân buộc phải can thiệp, khiến Phan Hải hiểu tình thế khó khăn của gia đình, dẫn tập đoàn Phan Thị theo hướng đi mới để tồn tại. Biết được điểm yếu của Lân Sứa chính là gia đình, Phan Quân hạ lệnh phải tìm bằng được Lân Sứa, dẫn về Phan Thị để ông phán xử. Tao muốn tự tay tao xử nó.